Chào mừng quý vị và các bạn đang đến bản tin bóng đá Việt ngày 18 tháng 1. Nó sẽ cập nhật những thông tin mới nhất của bóng đá trong nước cũng như khu vực châu Á. Thưa quý vị, trong đợt tập trung lần này, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên phải đối diện với khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bởi trước ngày hội quân đã có 3 cầu thủ trụ cột phải vắng mặt do dương tính với virus SARS-CoV-2. Thế nhưng trong buổi tập chiều qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã an tâm phần nào khi Hoàng Đức đã có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Tại buổi tập chiều ngày 17 tháng 1, tuyển Việt Nam đã chào đón sự trở lại của tiền vệ Hoàng Đức sau thời gian tự cách ly và đã có kết quả âm tính với Covid-19. Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển đã phải đối diện với khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước ngày hội quân, 3 trong tổng số 30 cầu thủ được triệu tập phải vắng mặt do xét nghiệm dương tính với Covid-19 là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và bộ đôi tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh. Để đảm bảo lực lượng cho đội tuyển, huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập bổ sung 2 cầu thủ là tiền đạo Ngân Văn Đại và tiền vệ Trần Phi Sơn. Hai cầu thủ này hội quân và tập luyện cùng với đội tuyển từ ngày 14 tháng 1 vừa qua. Theo kế hoạch, ngày 21 tháng 1 tới, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Australia thi đấu trận lượt về với đội tuyển chủ nhà trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Trước ngày lên đường, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt lại danh sách xuống còn 23 cầu thủ. Sau khi phẫu thuật và có thời gian dài điều trị tại Hàn Quốc, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang có sự phục hồi rất tốt. Và hôm qua thì cầu thủ người Thái Bình đã ấn định ngày trở về Việt Nam để tiếp tục điều trị nhằm sớm trở lại chơi bóng cùng câu lạc bộ Hà Nội lẫn đội tuyển Việt Nam. Vào thời điểm này, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang tích cực điều trị chấn thương tại Hàn Quốc. Được tập luyện ở môi trường tốt với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, chuyên gia giỏi ở Hàn Quốc đã hỗ trợ rất nhiều cho Văn Hậu trong công tác hồi phục. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội đặt quyết tâm rất cao trở lại với sân cỏ sau 2 năm chấn thương dai dẳng. Những hình ảnh mới nhất từ Hàn Quốc cho thấy Văn Hậu đã có thể tập thể lực bằng chạy bộ trên máy và cũng bắt đầu tăng khối lượng luyện tập với các bài về cơ. Dự kiến, Đoàn Văn Hậu sẽ về nước vào ngày 10 tháng 2 và sẽ tập hồi phục với chuyên gia Kim Quang Jae. Nhưng khi cần tập luyện với các thiết bị tốt, cũng có khả năng cầu thủ sinh năm 1999 này sẽ đến PVF như các đồng đội Hùng Dũng, Văn Dũng và nhiều cầu thủ Việt Nam từng chọn. Việc Đoàn Văn Hậu sắp bình phục hoàn toàn là tin vui với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong năm 2022, chiến lược gia người Hàn Quốc rất cần hậu vệ này cho hai đấu trường quan trọng là SEA Games và AFF Cup, đặc biệt là trong chiến dịch bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31 vào tháng 5 trên sân nhà. Lúc này, câu lạc bộ Hà Nội gần như đã hoàn tất bộ khung lực lượng khi được cho là chuẩn bị ký hợp đồng với tiền đạo người Hà Lan Thomas Verheij. Với những bản hợp đồng chất lượng cùng sự đầu tư rầm rộ, đội bóng thủ đô đang thể hiện quyết tâm lớn để trở lại ngôi vương của mùa giải 2022. Sau hai mùa giải thi đấu không thành công, câu lạc bộ Hà Nội hạ quyết tâm rất cao ở mùa giải 2022 khi mua sắm nội binh lẫn ngoại binh chất lượng để hướng tới mục tiêu đòi lại ngôi vương V-League. Đội bóng thủ đô sắp hoàn tất xong bộ khung lực lượng khi mở hậu bao chi đậm để chiêu mộ tiền đạo người Hà Lan Thomas Verheij. Dự kiến chân sút sinh năm 1992 sẽ có mặt tại Việt Nam trong ít ngày tới. Thomas Verheij hiện đang thi đấu ở giải hạng nhất của Hà Lan trong áo của câu lạc bộ nổi tiếng ADO Den Haag ở vị trí tiền vệ tấn công và tiền đạo. Ở mùa giải này, Thomas Verheij đã ghi 16 bàn sau 19 trận ra sân ở giải hạng nhất Hà Lan, nằm trong top 3 vua phá lưới của giải đấu này tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, đội bóng thủ đô đã công bố hai bản hợp đồng khủng cũng đến từ châu Âu là tiền đạo Zorojek và Josip Ivancic. Sau khi có được chữ ký của Thomas Verheij, câu lạc bộ Hà Nội cũng sẽ chốt danh sách thi đấu ở mùa giải mới. Với sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng về mọi mặt, mục tiêu của câu lạc bộ Hà Nội không gì khác là cú đúp danh hiệu quốc nội ở mùa giải năm nay. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc tại lượt đầu tiên vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 có thể phải hoãn lại khi đội bóng xứ Kim Chi cũng phát sinh các trường hợp dương tính với Covid-19. Sau khi đội tuyển xứ sở Kim Chi tiến hành xét nghiệm Covid-19 để nhập cảnh vào Ấn Độ sáng 16 tháng 11 nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2022, thì trên trang Sport của Hàn Quốc đã đưa tin 3 cầu thủ và 3 thành viên cho đội tuyển nữ Hàn Quốc đã dương tính với Covid-19. Đây có thể xem là tổn thất không nhỏ đến tham vọng của tuyển nữ Hàn Quốc ở giải đấu này. Hiện tại, Hàn Quốc đã thắt chặt kiểm soát dịch bệnh trong nội bộ của toàn đội. Tuy nhiên, theo Asian Football, trận đấu giữa Hàn Quốc và Việt Nam hoàn toàn có thể bị hoãn nếu tình hình càng trở nên xấu đi. Cũng theo thông báo mới nhất của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ấn Độ Praful Patel, vòng chung kết Asian Cup 2022 sẽ không bị hủy bỏ nếu mỗi đội tham dự trận đấu có tối thiểu 13 người, đảm bảo đủ điều kiện ra sân. Ở phần cuối của bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật những thông tin mới nhất của bóng đá trong nước cũng như khu vực châu Á. Và đây cũng thay cho lời chào kết của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào
và hẹn gặp lại. Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận mở cửa đón 20.000 khán giả vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu. Sáng 18 tháng 1, VFF thông báo bán 14.000 vé cho người hâm mộ trên nền tảng trực tuyến, số vé còn lại để trả quyền lợi cho nhà tài trợ và dành cho khách mời. Trong thời điểm bán buổi sáng ngày đầu tiên, ban tổ chức cho biết khán giả rất hào hứng đặt lệnh mua vé, trải đều 4 mệnh giá 500, 700, 900 và 1.200.000 Việt Nam đồng. Trên fanpage của ban tổ chức, người hâm mộ cũng rất hưởng ứng đến sân cổ vũ cho các chiến binh sao vàng và đã gửi rất nhiều những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho đội tuyển Việt Nam. Những tình cảm của người hâm mộ dành cho bóng đá Việt Nam nói chung, đội tuyển quốc gia nói riêng luôn quan trọng và là nguồn động viên lớn trước mỗi giải đấu. Mới đây, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu cho 3 giải đấu sẽ khởi tranh sớm nhất trong năm 2022, gồm giải bóng đá vô địch U19 quốc gia, giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia và giải Futsal nữ quốc gia 2022. Đây là các giải đấu giúp cho các cầu thủ trẻ có được môi trường cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, qua đó đóng góp tích cực vào việc chuẩn bị lực lượng cho các đội tuyển tham dự các giải đấu quốc tế trong năm 2022. Và cũng trong năm 2022, giải bóng đá vô địch U19 quốc gia lần đầu tiên ghi nhận 31 đội đăng ký tham dự vòng loại. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay. Giải đấu sẽ được chia làm 6 bảng, với 4 bảng tổ chức ở phía Bắc và 2 bảng tổ chức ở phía Nam. Năm nay, giải đấu cũng sẽ mở rộng giới hạn độ tuổi từ 15 đến 19 thay vì 16 đến 19 như mọi năm. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.